Những lá thăm may rủi đưa U23 Việt Nam nằm cùng bảng với U23 Mông Cổ, U23 Saudi Arabia và U23 Iran tại ASEAN 19. Đây là lần thứ 3 trong lịch sử, U23 Việt Nam và U23 Iran đối đầu nhau ngay từ vòng bảng giải đấu này. Và ở lần gần nhất, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã tạo nên một kết quả chấn động. Quế Lộc Hải và các đồng đội đã chơi một trận đấu để đời. Đúng tròn 9 năm trước, vào ngày 15 tháng 9 năm 2014, thầy trò huấn luyện viên Toshiya Miura bắt đầu hành trình tại ASEAN 17 trên đất Hàn Quốc. Bảng H có 3 đội, gồm U23 Việt Nam, U23 Iran và U23 Kyrgyzstan. Hai đội dẫn đầu sẽ có vé vào vòng 1/8. Ngay ở lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam đã phải chạm trán U23 Iran, ứng cử viên vô địch của giải. Thế nhưng chỉ sau nửa hiệp 1, đội quân của huấn luyện viên Miura đã hai lần sút tung lưới đối phương. Sau những phút đầu chủ động nhập cuộc với đội hình thấp, U23 Việt Nam dần có được sự tự tin và tung ra những đường truyền phản công chất lượng. Phút 24, Mạc Hồng Quân bứt tốc bên cánh phải, khống chế bóng bằng đầu đầy tinh tế để vượt qua sự truy cản của đối phương, sau đó dẫn bóng xuống sát đường biên ngang, tiếp tục loại bỏ thêm một hậu vệ Iran bằng một pha quật bóng khôn ngoan. Chỉ chờ có vậy, Võ Huy Toàn ở bên cánh trái ập đón lõng đường căng ngang của đồng đội, để bóng tung lưới U23 Iran trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ đối phương. Chưa dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, U23 Việt Nam đã có bàn thắng thứ hai. Mạc Hồng Quân tiếp tục làm khổ hàng thủ U23 Iran bằng một loạt pha đảo bóng, sau đó bình tĩnh tung cú sút chéo góc nâng tỷ số lên 2-0. Mạc Hồng Quân, số 9, đã có một trận đấu ấn tượng trong màu áo U23 Việt Nam. Choáng váng trước những đòn đánh chớp nhoáng của U23 Việt Nam, U23 Iran dồn toàn lực đẩy cao đội hình nhằm xoay chuyển tình thế. Đội bóng này có được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Thế nhưng chỉ 3 phút sau, cách biệt hai bàn đã được U23 Việt Nam tái lập. Lần này, người lập công là Trần Phi Sơn với một pha dứt điểm bóng sống đẳng cấp từ sát vòng cấm địa. Tới cuối trận, hàng phòng ngự U23 Iran còn mắc lỗi. Thủ môn Iran bắt bóng sau pha chuyền về bằng chân của đồng đội, dẫn đến một quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm. Và không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, Ngô Hoàng Thịnh đã sút tung lưới đối thủ, ấn định chiến thắng 4-1 cho U23 Việt Nam. Cả trận U23 Việt Nam chỉ có 4 pha dứt điểm và cả 4 đều trở thành bàn thắng. Tình huống đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh ghi bàn từ quả đá phạt gián tiếp ở phút 82. Chiến thắng của U23 Việt Nam gây chấn động làng bóng đá châu Á, khiến giới truyền thông nước nhà lẫn quốc tế sửng sốt. Báo chí Iran gọi đây là cái kết ê chề và đầy hổ thẹn. Thậm chí tờ Timely còn giật dòng tít, Olympic Việt Nam đã dạy cho Olympic Iran một bài học về bóng đá. Tiếp đà thắng lợi, U23 Việt Nam sau đó tiếp tục đánh bại U23 Kyrgyzstan 1-0, qua đó lần đầu giành ngôi nhất bảng môn bóng đá nam tại ASEAN. Trong khi đó, U23 Iran ngậm ngùi rời giải ngay sau vòng bảng. Đội bóng này chỉ có một điểm và xếp bét bảng do có hiệu số bàn thắng kém U23 Kyrgyzstan, -3 so với -1. Tại vòng 1/8 ASEAN 17, U23 Việt Nam cũng đã để lại nhiều ấn tượng và tạo nên một trận đấu song phẳng với U23 UAE. Đáng tiếc, việc bỏ lỡ nhiều cơ hội khiến thầy trò huấn luyện viên Miura phải dừng bước với thất bại 1-3. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ cùng các học trò có cơ hội thử sức với những đối thủ mạnh tại ASEAN 19. Ảnh PX, nhớ cũng trên đất Trung Quốc cách đây 13 năm, U23 Việt Nam đã có lần đầu chạm trán U23 Iran tại ASEAN. Khi ấy, đội quân của huấn luyện viên Callisto thất bại với tỷ số 0-1. Dù vậy, ASEAN 2010 vẫn là giải đấu thành công với U23 Việt Nam khi lần đầu tiên đội giành vé vượt qua vòng bảng.